thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã tích cực hướng dẫn bà con nông dân trồng rau màu theo hướng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ việc trồng rau an toàn theo hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện về kỹ thuật cách chăm sóc, các mô hình rau đã phát huy hiệu quả, nâng cao thu nhập từ trồng rau an toàn đem lại. Hàng năm Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã phối hợp với các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn mở các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng rau an toàn cho bà con nhân dân. Bà con sau khi được tập huấn nắm vững kỹ thuật trồng chăm sóc rau và được cung cấp các giống rau như bắp cải, su hào, súp lơ, cà chua, bí xanh, su su cùng với phân bón để canh tác đã phát huy được hiệu quả từ trồng rau đem lại, không những bảo đảm rau đủ cho gia đình mà còn cung cấp rau cho thị trường đặc biệt là trồng rau thành vùng chuyên canh, tạo thương hiệu rau sạch của từng địa phương. Đi đầu là các xã Tần Phúc, Đồng Lương, Yên Thắng, Yên Khương và thị trấn Lang Chánh. Ý thức của người dân về trồng rau đã được nâng lên rõ rệt. Những bãi đất ven sông hay những thửa ruộng cạn giờ đây đã được bà con trồng rau để sử dụng và đem bán kiếm thêm thu nhập. Được biết, với phương châm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất năm 2021 này, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện hướng dẫn nông dân đưa cây rau vào trồng trong nhà lưới, khuyến khích người dân tự đầu tư trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Để nhân rộng mô hình sản xuất rau an toàn hướng tới nền nông nghiệp sạch, bền vững, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người nông dân hiểu được lợi ích sản xuất nông nghiệp sạch an toàn mang lại. Đồng thời, trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện cũng mong muốn chính quyền các xã thị trấn cần có chính sách thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy và áp dụng rộng rãi mô hình rau việt gáp từng bước hình thành chuỗi hệ thống phân phối thực phẩm an toàn kết nối đến người tiêu dùng trong thời gian tới